Thưa quý vị và các bạn, với vị thế là nước sản xuất và xuất khẩu cà phê lớn thứ hai thế giới, các sản phẩm cà phê của Việt Nam đã xuất khẩu đến hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ. Khối lượng xuất khẩu đạt gần 1,8 triệu tấn, giá trị kim ngạch trên 4 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, Đắk Lắk là một trong những tỉnh có sức tăng trưởng ấn tượng về kim ngạch xuất khẩu. Hơn 400 đại biểu đại diện cho các bộ ngành địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp trong nước và quốc tế, các tổ chức nước ngoài đã tham dự hội nghị kết nối giao thương quốc tế năm 2023 trong khuôn khổ lễ hội cà phê Buôn Mê Thuột lần thứ 8. 10 biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước liên quan đến lĩnh vực cà phê đã được ký kết. Hội nghị kết nối giao thương quốc tế lần đầu tiên được tổ chức trong khuôn khổ lễ hội cà phê Buôn Mê Thuột càng khẳng định quyết tâm của Đắk Lắk đưa cà phê Buôn Mê Thuột trở thành điểm đến của cà phê thế giới. Đắk Lắk là một trong những tỉnh có sự tăng trưởng ấn tượng về kim ngạch xuất khẩu cà phê. Theo đánh giá, hiện nay Đắk Lắk có khoảng 210.000 hectare cà phê, sản lượng bình quân hơn 550.000 tấn một năm, lượng cà phê xuất khẩu bình quân hàng năm đạt hơn 380.000 tấn, với kim ngạch hơn 800 triệu đô la Mỹ một năm. Năm 2022, kim ngạch xuất khẩu cà phê của tỉnh Đắk Lắk đạt khoảng 813 triệu đô la Mỹ, chiếm 20% kim ngạch xuất khẩu cà phê của cả nước. Hiện cà phê của Đắk Lắk đã có mặt tại hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Mê Thuột và được bảo hộ tại 32 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu. Thì lần này là chúng tôi có mời 5 cái tập đoàn lớn của thế giới mà chuyên mua về cà phê của Việt Nam, nói chung và của Đắk Lắk nói riêng. Thì 5 tập đoàn lớn này hiện nay có mặt trong hội nghị là có 3 tập đoàn. Họ đến họ dự trong cuộc họp này và họ tìm hiểu về cái cà phê nhang của chúng ta. Và chúng tôi cũng mong qua thông qua cái hội nghị thì các cái nhà xuất nhập khẩu hàng đầu của Việt Nam, các cái nhà thu mua hàng đầu của thế giới, họ sẽ cho ta đánh giá được một cái thực trạng của cành cà phê của Việt Nam nói chung và Đắk Lắk nói riêng. Từ đó định hướng cho cà phê chúng ta phát triển trong cái xu hướng trong thời gian đến. Đặc biệt là hiện nay chúng tôi cũng muốn thông qua cái hội nghị này, chúng ta giới thiệu về cái cà phê đặc sản của Việt Nam. Mục đích của tôi tham gia cái hội nghị lần này để kết nối giao thương, để tìm những cái đối tác ở nước ngoài về để làm sao mà họ tìm ra được cho tôi những cái đầu ra sản phẩm tốt hơn cho dòng sản phẩm. Hiện tại thì cà phê của tôi đã được OCOP rồi, tuy nhiên thì cùng với Sở Công Thương thì chúng tôi cũng chỉ bán được sản phẩm nội địa trong nước và một cái hệ thống siêu thị thôi. Nhưng điều đó vẫn chưa đạt được những cái kỳ vọng. Điều đó thì vẫn chưa đạt được kỳ vọng của những người bà con nông dân. Vì ở huyện E Leo chúng tôi thì có cái sản lượng, cái vùng để trồng diện tích trồng cà phê tới 65.000 hecta, nhưng trong đó chúng tôi chỉ có liên kết và phát triển được khoảng 50.000 hecta thôi. Cái số lượng nó quá nhỏ và tôi kỳ vọng lớn hơn nữa để tìm những cái đối tác đầu tư về cùng phát triển cái diện tích đất trồng cà phê hữu cơ cho huyện E Leo chúng tôi. Đây là một cái chương trình và lễ hội rất là có ý nghĩa, không những chỉ riêng trong tỉnh Đắk Lắk mà nó cho những cái ban ngành và cũng là các công ty chế biến và cà phê nói riêng và nông sản của Việt Nam chúng ta nói chung. Đây là một cái cơ hội giao thương và để cho thế giới biết đến chúng ta hiện nay là có những cái loại cà phê không những chỉ là về xuất khẩu số 2 trên thế giới mà chúng ta còn có những cái loại cà phê đặc sản và chất lượng cao trên của Việt Nam. Với vị thế là nước sản xuất và xuất khẩu cà phê lớn của thế giới, đa dạng, phong phú về chủng loại, chất lượng cao, đã và đang là những lợi thế để cà phê Việt ngày càng phát triển nhanh và bền vững. Các hoạt động xúc tiến thương mại thiết thực như hội nghị kết nối giao thương quốc tế năm 2023 sẽ giúp Đắk Lắk quảng bá, kết nối, xúc tiến tiêu thụ cà phê đủ tiêu chuẩn xuất khẩu, đạt chứng nhận Việt Gap, Global Gap và OCOP của tỉnh nói riêng và các địa phương của Việt Nam nói chung. Hội nghị kết nối giao thương quốc tế về cà phê của tỉnh Đắk Lắk được tổ chức rất là long trọng với là trên 450 khách trong nước và quốc tế, là các nhà ngoại giao, là các doanh nhân, là những cái thương nhân buôn bán cà phê ở trên thế giới và Việt Nam đã tề tựu lại đây để mà trao đổi, gặp gỡ lẫn nhau và trao đổi kết nối cơ hội giao thương với nhau. Và qua thông qua những cái hoạt động này thì các cái doanh nghiệp cà phê cũng như là những chuyên gia cà phê ở trên thế giới sẽ có hiểu biết hơn về một cái chuỗi giá trị của cà phê Việt Nam nói chung và của khu vực Đắk Lắk nói riêng, và qua đó thì là góp phần hiệu quả hơn nữa quảng bá cho thương hiệu cà phê Việt Nam cũng như là tạo ra nhiều những cái cơ hội cho cái các cái doanh nghiệp xuất nhập khẩu cũng như là doanh nghiệp sản xuất và chế biến cà phê của Đắk Lắk nói riêng và Việt Nam nói chung.
Trong khuôn khổ lễ hội cà phê Buôn Mê Thuột lần thứ 8 năm 2023, tỉnh Đắk Lắk cũng tổ chức hội chợ triển lãm chuyên ngành cà phê với 400 gian hàng của 150 doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia trưng bày, triển lãm, quảng bá và giới thiệu các sản phẩm cà phê, tiêu, điều, các mặt hàng phụ trợ liên quan đến cà phê, các sản phẩm đặc trưng vùng miền.